Chào các em, chúng ta tiếp tục giải nick số 2 V-Lombic của khối lớp 6 vòng số 8. Như vậy là đã sắp thi vòng trường các em nhé. Vòng 10 chúng ta sẽ thi vòng trường. Thì các em cố gắng tăng tốc và tích lũy kiến thức để thi cho nó tốt. Bài thi số 1. Cốc vàng tài 3. Cái vòng thi này thầy đánh giá là khó chịu nhất nè. Bởi vì sai là mất điểm luôn, không có cơ hội lấy điểm tối đa nữa. Trong tập hợp sau thì các phần tử nào đều là số nguyên tố? Thì cái này chắc các em phải biết rồi đúng không? 13, 17, 19, 23 đều là các số nguyên tố. Vậy ngay cái này là trúng luôn rồi nè. Ba mũ x cộng 2 bằng 81. Ở cái nick số 1 thầy giải rất kỹ bằng toán học bài này luôn ha. X sẽ bằng 2. Số tập hợp con. Rồi, theo kiến thức thầy dạy trong khóa học V61 thì số tập hợp con sẽ là 16 các em nhé. 16. Giờ nó có 4 phần tử nè, thì số tập hợp con sẽ là 2 mũ 4 là bằng 16 các em ha. Tại sao thì ở trong khóa học đó thầy nói rất kỹ rồi. Giờ các em chọn đáp án luôn. Tập hợp có n phần tử. Tập hợp có 4 phần tử thì số tập hợp con là 2 mũ 4. Cái này thì nếu lười thì các em có thể bấm máy đi. Tiết kiệm thời gian ha. Bằng 0 kìa. Nếu các em lanh trí thì các em thấy cái đuôi này bằng 0 này. Bằng 0 mà nhân cho những cái thừa số khác thì kết quả cũng bằng 0 thôi ha. Vậy mình tính phía trên chỉ mất thời gian của mình thôi. Rồi, đây ta đụng một bài khó rồi các bạn ơi. Ước chung lớn nhất, cái này nhân bổ chung lớn nhất, nhỏ nhất cái này và B thì bằng này. Ok, cái này cũng không khó lắm. Thì các em cứ tính ra thôi. Tính ra thôi là được mà. Đây. Ước chung lớn nhất của 172 và 790 là bằng 2. Rồi nhân cho bội chung nhỏ nhất của 172 với 90. Là 7740 các. Như vậy A của chúng ta sẽ bằng bao nhiêu? 2 nhân cho 7740 là bằng 15480. Còn B của mình là bằng 172 nhân 90 là bằng 15480. Vậy là bằng nhau. A bằng B các. Còn nếu em nào mà tham gia khóa học V61 rồi thì các em sẽ có cái công thức là gì? Ước chung lớn nhất nhân cho bội chung nhỏ nhất thì nó sẽ bằng tích của A với B. Tích của A với B. Mà A thì lại bằng cái này luôn. Hình như thầy nhớ lộn công thức rồi. Thử lại coi. Đúng kìa. Rồi B là bằng cái này. Ước chung lớn nhất nhân bội chung nhỏ nhất thì nó bằng A nhân B ha. Thôi cái này cũng chả cần cái kiến thức hoành tráng vậy chi.
Em cứ tính bình thường ha. Em cứ tính bình thường là được rồi. Làm tí biến đổi gì cho nó sâu xa cho nó mệt. Nó tóm lại là A nó bằng B các em nhé. A bằng B đều bằng 15.480. Rồi cái này ở nick số 1 thầy giải rất kỹ càng. Đáp án nó sẽ ra là 5 mũ 15 ha. Đúng ta? Thầy quên rồi. Đúng rồi, 5 mũ 15 các em, chắc chắn luôn. Các em dở nick số 1 ra coi lại ha. Số 120 có bao nhiêu ước? Rồi, đây là đến lúc ta dùng cái kiến thức của khóa học V61 để ta đánh cho nó nhanh. 120 mà các em phân tích ra số tố nó sẽ bằng là 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5. Như vậy số ước của nó sẽ là gì? Số ước nè. Số ước của nó là bằng 4 nhân 2 nhân 2 là bằng 16 ước kìa. Lấy mấy cái số mũ này là cộng 1 rồi nhân lại. Nội dung của khóa học V61 có một chi tiết là về số ước của một số tự nhiên các em ha. 4 nhân 2 là 8, 8, 2, 16. Vẫn chưa gặp bài nào khó các em. M là trung điểm của AB. Nếu như M nằm giữa AB và cách đều AB, cái này là lý thuyết các em học luôn chứ không có gì là úp mở cả. 11 điểm, trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Như vậy qua 11 điểm đó vẽ được số đường thẳng là, cũng là nội dung của khóa học 61, 11 nhân cho 10 rồi chia 2 các em nhé. 55. Đây là bài toán bắt tay hay là bài toán đá banh? Thì các em lấy 11 nhân cho 10 chia đôi thôi. Hoặc là em nào mà chưa tham gia khóa học V61 thì các em coi lại cái những vòng thi trước đó, thầy có những cái bài thầy giải rất kỹ dạng toán đó các em nhé. Quá kỹ luôn á. Bây giờ thầy lại giảng lại nó mất công. Bài này ở nick 1 thầy giải rồi. A bằng 3 nếu thầy nhớ không lầm. Mà nhớ lầm thì các em thông cảm nha. Bài này ở nick 1 thầy giải rất kỹ bằng toán học tường minh luôn. A bằng 3. Trí nhớ của thầy tốt. Nói chung là chưa già ha. Rồi. Ta qua bài thi số 2. Trước khi qua bài thi số 2, thầy tranh thủ giới thiệu cho những em chưa biết cái trang web của thầy. Các em vào địa chỉ buinnguyenluan.wordpress.com. Những em biết rồi thì thông cảm nha, đừng nói thầy cứ ham quảng cáo. Thông cảm, thầy muốn lan tỏa kiến thức. Rồi cái trang web của thầy, nếu muốn đăng ký học thì các em vào cái page là chính thức khai giảng các khóa luyện thi online. Rồi các em đăng ký ha. Các khóa học này là thầy sẽ giải quyết những cái, giúp các em cái cách giải quyết những dạng bài mà có trong tất cả các đề từ vòng 1 tới vòng 19. Từ vòng 1 tới vòng 19 thầy nghiên cứu thì thầy thấy là cấu trúc của mỗi cái đề nó chia thành nhiều phần kiến thức, mà đề nào cũng có phần kiến thức đó. Thì những khóa học này thầy sẽ giải quyết triệt để từng cái phần kiến thức đó. Như vậy là gặp cái đề thi nào các em cũng làm được cái phần đó ha. Và những khóa học sau thầy sẽ ra tiếp cái cách giải quyết những cái vấn đề khác ở trong cái đề thi đó, và những cái vấn đề khó hơn. Với khóa học này thì các em đã giải quyết được là 3 phần 4 cái đề rồi. Đó, thông thường là vậy. 60%, 70% cái đề rồi. Còn lại những câu khó thì những khóa sau thầy sẽ giúp các em giải quyết những cái dạng đó ha. Rồi, câu số 1. Ước chung lớn nhất. Ở đây người ta phân tích thành thừa số nguyên tố sẵn cho mình rồi. Cảm ơn đề bài. Cảm ơn đề bài ha. Người ta phân tích thành thừa số nguyên tố sẵn cho mình rồi các em. Quá tình cảm luôn không? Giờ ước chung lớn nhất thì các em chọn thừa số nguyên tố chung thôi. 2, 3, 2, 3, 5, 2, 3, 5. Vậy mình lấy 2 với 3. Lấy số mũ nhỏ nhất ha. Lấy số mũ nhỏ nhất. 2 mũ 3, 2 mũ 1, 2 mũ 2, vậy thì lấy 2 mũ 1. Còn 3, 3 mũ 1, 3 mũ 2, 3 mũ 4, vậy thì lấy 3, vậy là bằng 6. Vậy ước chung lớn nhất là bằng 6. Ước chung lớn nhất thì các em lấy thừa số nguyên tố chung thôi. Còn bộ chung nhỏ nhất thì các em lấy thừa số nguyên tố chung và riêng.
Thử ước chung lớn nhất thì Kim lấy mũ nhỏ nhất, còn bộ chung nhỏ nhất thì là lấy mũ lớn nhất. Nhớ cái điều đó, đừng có nhầm, đừng có lộn hàng ha. Như vậy là 2 mũ 1 với lại 3 mũ 1 nhưng lại bằng 6. Số nguyên tố chẵn duy nhất chính là số 2. Số phần tử của tập hợp này lấy cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1, 201 trừ 1 chia đôi cộng 1, 101 các em. Rồi bên này một mũ tùm lum, thực ra là 1. Còn cái gì mũ không cũng bằng 1. 1 cộng 1 là bằng 2, cái ngoặc đơn thứ nhất là bằng 2 các em nhé. Còn cái ngoặc đơn thứ hai là 3 mũ 2 là 9, 2 mũ 3 là 8, 9 thì 8 bằng 1. 1 mũ 10 cũng bằng 1 thôi. 2 chia 1 thì bằng 2. Bài này 33 nhân 98 cộng 67 nhân 42 cộng 67 nhân 34 cộng 67 nhân cho 22 9 gần 8. Cho điểm A nằm giữa hai điểm M và B. A thì nằm giữa M và B. Các em có thể nhấp nháp cái hình nhưng thôi là ẩu ẩu là sai các em. Cũng có khinh thường được đâu. Rồi thầy vẽ hình, vẽ nhanh cái hình nè. Cho điểm A nằm giữa hai điểm M và B. A nè nằm giữa M và B ha. Rồi AB bằng 3. AB bằng 3. Còn BM bằng 7. AB chỗ này là bằng 3, MB bằng 7, vậy AM sẽ bằng 4 em nhé. Nhiều lúc mấy cái bài này mình khinh thường vậy chứ sai sai tét lét đó các em, nguy hiểm lắm. Đừng chủ quan, nói chung đừng bao giờ chủ quan. Chủ quan là một đức tính rất là xấu. AB bằng 3, MB bằng 7, MA bằng 4. Câu số 7. Câu số 7 thầy đã giải rất kỹ ở nick số 1. Các em trở lại nick số 1 để coi đáp án ha. Thì nếu thầy nhớ không lầm nó ra 50 hay sao á. Không biết đúng không trời. Hình như vậy á, còn sai thì thôi các em thông cảm nha. Rồi hai số nguyên tố có tổng là 99. Tìm hai số đó. Bây giờ các em tách ra thôi, 99. Bây giờ mình cho số nguyên tố là 2 nè. Thì cộng với lại bao nhiêu? 97. 2 cộng 97 là nó ra 99, 2 là nguyên tố rồi nhưng mà 97 không biết có phải nguyên tố hay không. Thì dùng kỹ thuật trong khoa học V61 thì kiểm tra nhanh. 97 là số nguyên tố các em. 97 là số nguyên tố, may quá. Và đây chính là đáp án luôn. Vì 2 và 97 đều là số nguyên tố và cộng lại bằng 99 cho nên số nguyên tố lớn là 97. Tiếp tục câu số 9. Câu số 9, số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khi chia cho 18 là dư 8. Khi chia cho 30 là dư 20. Chia 45 dư 35. Ôi chà, bài này căng não ha. Bài này sẽ không phải là dễ dàng gì đâu các em. Rồi, giờ thầy sẽ hướng dẫn rất kỹ bài này cho các em. Đây là bài toán chia dư. Thì cái loại toán chia dư này ở trong khóa học V61 là thầy cũng hướng dẫn các em cách xử lý tổng quát rồi ha. Còn riêng gặp cái bài này thì mình phải suy nghĩ một chút đã. Ồ, dễ các em, dễ. Bây giờ các em gọi cái số đó là N đi. Gọi số đó là N nha. Thì N chia 18 dư 8, chia 30 dư 20, chia 45 dư 35. Rồi các em chú ý nè, N chia 18 dư 8. Như vậy nếu bổ sung thêm 10, tức là N cộng 10 đó, thì nó sẽ chia hết cho 18.
Bởi vì đang dư 8 mà. Giờ thêm 10 là thành dư 18. Dư 18 thì thành chia cho 18. Rồi n chia 30 là dư 20. Vậy n bổ sung thêm 10 cũng chia hết cho 30. Đúng không? Rồi cũng n chia 45 dư 35. Vậy nếu thêm 10 vô thì đang dư 35 thêm 10 vô là thành dư 45 thì cũng chia hết cho 45 nhé. Vậy các em có n cộng 10. Nếu như n cộng 10 thì nó chia hết cho 18 và chia hết cho 45 luôn. Đó. Tại sao thầy nghĩ ra n cộng 10? Thì cái này thầy đã hướng dẫn kỹ trong khóa học V61 các em nhé. Rồi bây giờ từ đây chúng ta suy ra là n cộng 1 nó là bộ chung. Nó là bộ chung của ba số 18, 30 và 45. Xin lỗi, n cộng 10 các em. N cộng 10. Rồi giờ các em dùng kỹ thuật V61 tìm bộ chung. Tìm nhanh bộ chung nhỏ nhất của ba cái số đó. 18 nè, 30 nè, 45 nè. 18, 30, 45 là 90. Như vậy nó sẽ thuộc tập hợp là 90. Bây giờ các em coi tập hợp bội của 90 là gồm những số nào. Không, 90, 0, 90, 108, 2.7, vân vân. Không? Tìm số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số. Như vậy là n cộng 10 á, là cũng phải có 3 chữ số mà càng nhỏ càng tốt. Vậy các em lấy cho thầy số 90 thử coi. Không được, n cộng 10 mà bằng 90 thì n bằng 80. Mà 80 có 2 chữ số à. Như vậy 180 đi. Vậy từ đây mình suy ra là n sẽ bằng 107. N bằng 107. 107 là số cần tìm ha. Dùm thử lại đi. 107 nè, chia cho 18 dư 8 được 9 dư 8. 107 chia 30 được 5 dư 20. Chia 45 được 3 dư 35. Và đó là số nhỏ nhất có thể rồi. Câu số 10. Hai số tự nhiên liên tiếp có tích bằng 156. Đây là một bài hình như là có dạng mẫu ở trong khóa học V61 luôn. Bây giờ gọi hai số tự nhiên liên tiếp đó là n, thì số tiếp theo là n cộng 1. Thì các em thấy n nhân n cộng 1 sẽ bằng 156. Rồi dùng kỹ thuật trong khóa học, các em tìm cho thầy cái số đó một cách nhanh chóng. Rồi đã xong. Số bé chính là 12 kìa. 12 nhân cho 10, 13 thì bằng 156. Thử lại nè. 12 nhân cho 10, 3, 156 luôn. Vậy số bé là 12, vậy thôi. Còn giải cái này bằng toán học thì hơi khó đó. Với trình độ lớp 6 của các em thì chưa giải được đâu ha. Chưa thể giải được, ta chỉ mò mẫm thôi. Như vậy ta đã giải xong bài thi số 2. Giờ ta kiểm tra lại một lần nữa. Ước chung lớn nhất, số nguyên tố chẳng nhiên nhất, giá trị biểu thức 1, 1, 1, 2. Này rồi, ok. Rồi, được rồi các em, nộp bài sai thôi. Rồi chúng ta qua bài tập số 3. Bài thi số 3 chứ. Chọn hai ô có giá trị bằng nhau. Cầu cho gặp câu khó đi. Nãy giờ gần câu dễ không à. Làm không có sướng phải không các em? Hay là các em thích câu dễ thôi?
Nếu các em thích câu dễ thôi thì đi thi các em sẽ ít kinh nghiệm lắm ha. Đi thi thì cầu câu dễ, còn giờ đang bồi dưỡng như thế này á thì mình nên cầu cho đề nó khó, chứ đừng có thấy đề khó rồi nản. Nản thì các em sẽ không có làm được cái vấn đề gì hết. Sau này ra cuộc sống các em sẽ còn gặp nhiều cái việc nó khủng khiếp hơn là giải những cái bài toán này ha. Thành ra giờ mình phải tập đối chọi với thử thách ngay từ bây giờ đi. Hình như cái đề nó dễ quá rồi các em. Bây giờ thầy hướng dẫn các em nhanh luôn, chả cần phải tốn nhiều thời gian nữa. 3 mũ 3 là 27. 3 x 3 x 3 27 thì đi với 27. 5 mũ 2 thì bằng 25. 25 thì đi với 25. Tiếp tục 2 mũ 2 thì bằng 4. 4 thì đi dưới 4. Rồi 2 mũ 2. Rồi cái nào dễ đi trước đi. Ước chung lớn nhất của 19 và 21 thì 19 nó là số nguyên tố rồi, thì nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó thôi. Như vậy là ước chung lớn nhất của 19 và 21 chỉ có 1 thôi. Đây. Tiếp tục. Số tập hợp con là bằng 4 phần tử nè. Khóa học V số 1 đã giải quyết rồi. Số tập hợp con của tập hợp này sẽ là 2 mũ 4 và bằng 16 các em ha. Đây. Bội chung nhỏ nhất chia hết cho 3 và 4 và càng nhỏ càng tốt, vậy chính là 12 luôn. Tiếp tục. Ước chung lớn nhất của 60 và 80, các em dùng kỹ thuật V số 1 tìm nhanh. Ước chung lớn nhất của 60 80 là bằng 20. 20 ha. 20 đâu? Mày đây rồi. Mày đây rồi. Nó đây rồi. Tiếp tục. Giờ còn lại là đau đầu. Bây giờ các em thử bài này. Các em có thể dùng chức năng giải hàng loạt để tìm cũng được ha. Các em dùng chức năng giải hàng loạt đi. Thay vì phải mò mẫm từng số thì các em dùng chức năng giải hàng loạt ở trong khóa học về số 1 thì các em sẽ nhanh chóng tìm được là x sẽ bằng 11 các em. 2 mũ 11 thử lại, đúng luôn. 2 mũ 11 là bằng 2048 ha. Rồi còn mấy cái bài này thì thầy giải thích một xíu cho các em nhanh hiểu. Đây, 2 mũ 2 tất cả mũ 3 thì nó chính là 3 lần 3 cái nhóm 2 mũ 2 nhân với nhau. Ừ. 3 nhóm 2 mũ 2 nhân với nhau, mỗi nhóm có 2 số 2. Mỗi nhóm có 2 số 2. Như vậy chung quy lại chúng ta sẽ có tất cả bao nhiêu số 2 nhân với nhau? Rõ ràng là 6 số 2. Là 2 mũ 6 ha. 2 mũ 6 thì các em tính luôn là ra là bằng 64. Rồi còn hai cái này đi với nhau. Nhưng mà thầy cũng giải thích đôi chỗ chứ. Giải thích tại sao ha. 25 mũ 25 thì thầy có thể ghi là 5 x 5 tất cả mũ 25. Các em đồng ý không? Như vậy là mình có 25 nhóm nhân với nhau, mỗi nhóm gồm có 2 số 5 nhân với nhau. Vậy chung quy lại là sẽ có 50 số 5 nhân với nhau, tức là 5 mũ 50. Hiểu chưa nào? Còn hiện nữa thì thầy bó tay thôi ha. Các em tu tới tu lui sẽ hiểu. Rồi. Trang web của thầy Bùi Nguyên Luận, wordpress.com. Sắp tới thầy sẽ ra các khóa học mới các em nha. Cố gắng tham gia để lấy kiến thức. Rồi hẹn gặp lại các em ở nick số 3. Hẹn gặp lại các em ở nick số 3.